Đấu phá thiên khung phần 6 tập 105. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm đã thành công đột phá dị tinh đấu thánh, sau đó cũng dẫn theo Tử Nghiên trở lại tinh vực khác. Sau một hồi bàn bạc, tất cả quyết định vài ngày sau sẽ tấn công một vài phân bộ của Hồn Điện để lấy lại thành thế. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Phụ thân. Thời khắc này, Tiêu Viêm nhìn vào hư không, nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu đang vui vẻ chạy đến trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười ấm áp. Hắn vội vàng tiến đến ôm thân người bé bỏng vào trong lòng ngực, một cảm giác ấm áp chậm rãi tràn ra trong lòng. Phụ thân, mẫu thân đâu? Tiểu Tiêu Tiêu mở đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn về phía sau của Tiêu Viêm, giao giá tìm kiếm bóng dáng ai đó. Ha ha, mẫu thân con đang tu luyện, đợi nàng tu luyện xong sẽ về thăm Tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Viêm cười híp mắt đáp. Khi ôm Tiểu Tiêu Tiêu, trong miệng của hắn đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc. Hắn phát hiện trong năng lượng màu bạc vốn chạy lung tung bát nháo trong cơ thể của cô bé đang dần dần an tĩnh lại. Hơn nữa theo sự chuyển biến, tinh thần lực của cô bé cũng đang dần dần biến hóa. Tiền phú tu luyện của Tiêu Tiêu rất mạnh. Hơn nửa năm ngắn ngủi mà con bé đã điều khiển được nguồn năng lượng trong cơ thể, bây giờ đã là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật rồi đấy. Dược lão ở bên cạnh mỉm cười nói. Đấu tông. Tiêu Viêm vuốt tóc Tiểu Tiêu Tiêu, lại nhịn không được cười khổ một tiếng. Năm đó, khi mình đạt đến đấu tông không biết phải trả giá bằng bao nhiêu gian khổ. Bây giờ Tiêu Tiêu căn bản chả phải làm gì cũng đạt được cấp độ này. Hồi tưởng lại thật sự làm cho người ta muốn bật khóc đây mà. Thêm nữa, con bé cũng rất nhạy cảm và hứng thú với luyện dược thuật. Ta tính đợi lúc nó lớn hơn một chút nữa sẽ truyền thụ phần quyết cho nó, sau đó tìm cho nó một loại dị hỏa chậm rãi thuần phục. Dược lão nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt tràn đầy tự ái rồi cười nói. Người quá nuông chiều nó rồi. Tiêu Viêm không biết phải làm sao, hắn mặc kệ Tiêu Tiêu trong lồng ngực đang tò mò nhìn Tử Nghiên rồi trợn mắt to mắt nhỏ. Hắn lắc tay lấy ra một bình ngọc, bên trong bình còn có một giọt chất lỏng kim sắc lờ lẫn mơ hồ phát ra dao động cực đoan kinh khủng. Đây là. Thấy giọt máu trong bình ngọc, sắc mặt của Dược lão hơi đổi, ông có thể cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong nó. Tinh huyết của một vị đã nửa bước vào cảnh giới đấu đế để lại. Tiêu Viêm cười rồi đưa cho Dược lão. Nếu như lão sư dùng thì có thể nhanh chóng đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Dược lão cẩn thận tiếp lấy bình ngọc, lộn qua lộn lại ngắm nhìn hồi lâu. Hiển nhiên ông đang do dự. Thứ này quá mức trân quý, không chỉ với ông mà đối với Tiêu Viêm cũng mang đến một chỗ tốt không nhỏ. Còn đã dùng qua một lần, hiện tại nếu dùng thêm thì hiệu quả không lớn. Lão sư hãy dùng rồi tranh thủ mấy ngày luyện hóa nó. Khi luyện hóa xong chúng ta sẽ đi nhân điện, huyết tẩy nơi này khỏi Trung Châu. Tiêu Viêm mỉm cười, không đợi Dược lão nói thêm gì đã xoay người kéo Tử Nghiên và Tiêu Tiêu đi ra sân. Dược lão nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, một lát sau ông mới cười khổ một tiếng, nắm bình ngọc trong tay mà trong lòng cực kỳ ấm áp. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Viêm vẫn ở trong tinh vận các, lúc rảnh rỗi thì hắn truyền một ít đấu kỹ cho Tiêu Tiêu, rồi khi phát hiện thiên phú kinh người của con bé làm cho hắn kinh ngạc không thôi, mà cũng là lần đầu tiên hắn biết sợ trên đời, chỉ e rằng đây mới chính là thiên tài thực sự. Cái gọi là thiếu niên thiên tài năm đó ở Ô Thản Thành nếu so sánh thì phải gọi Tiêu Tiêu hiện thời là sư phụ. 5 ngày trôi qua, Tiêu Viêm coi như hưởng thụ tư vị của một người cha. Cảm giác này đột nhiên làm cho hắn có cảm giác được bản tâm dần dần thành thục một cách chân chính. Hiện tại, hắn không thể tiếp tục làm những hành động theo cảm tính như là hồi thiếu niên non nớt nữa, mà đã biết suy nghĩ kỹ càng. Đến ngày thứ 6, Dược lão cũng đã xuất quan. Nhìn khí thế mênh mông vô bờ mà ông phát ra, Tiêu Viêm biết được ông đã đột phá thành công tới cảnh giới nhất tinh đấu thánh. Đối với đột phá của Dược lão, Tiêu Viêm không cảm thấy ngoài ý muốn. Dược lão nguyên đã tích trữ vốn liếng rất lâu, thêm tác dụng của tinh huyết yêu thánh thì việc thăng cấp là điều tất nhiên. Một ngày sau khi Dược lão đột phá, đám người Tiêu Viêm liền lặng yên biến mất khỏi tinh vận các. Chỉ một người thuộc cao tầng mới biết được hành động đầu tiên của Thiên Phủ Liên Minh nhằm vào Hồn Điện suốt cuộc đã triển khai. Tán Thí Sơn Mạch là nơi giao nhau giữa Trung Châu và địa vực Tây Nam. Bởi vì địa hình nên dẫn đến âm khí rất nặng, mà bên trong đó lại có pha lẫn thi khí đậm đặc. Đó là bởi vì phương viên mấy ngàn dặm ở đây đều được người dân xung quanh làm nghĩa địa mai táng thi thể. Cho nên Tán Thí Sơn Mạch cũng là một sơn lĩnh quỷ dị được tạo bởi những bộ phận. Tình hình chung thì nó là một nơi tịch mịch, ít người lai vãng, không ai vui vẻ lui tới một nơi quỷ khí dày đặc như thế này làm gì. Bầu trời yên tĩnh bỗng có vài tiếng xé gió vang lên, lưu quang chớp tắt. Ở chỗ sâu nhất của dãy núi bỗng có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra, họ đều nhìn vào chỗ sâu nhất của dãy núi, nơi đó cây cối um tùm thuận màu một xám, không gian nơi đó trong lúc mơ hồ vẫn nhìn ra một chút ít vặn vẹo. Bắt đầu nhân điện nằm ở chỗ sâu nhất của Tán Thí Sơn Mạch, tuy nhiên có bố trí không gian bình chướng nên một khi đi vào sẽ bị phát hiện. Dược lão vừa nói vừa chỉ. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu rồi liếc về phía của Tử Nghiên. Nàng cười rồi vẫy nhẹ tay áo, viễn không gian đang tĩnh lặng bỗng nổi lên dao động rồi biến thành một lồng giam thật lớn bao vây kín mít cả phiến địa vực này. Tiến vào, không lưu lại người sống. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện lên một sát khí lạnh giá. Hồn Điện, sau mười mấy năm mới trả thù có tính là muộn qua không? Trong không gian hơi vặn vẹo đó là một vùng đất khổng lồ đen kịt, bên trên ngẫu nhiên xuất hiện một vài điểm màu trắng sẫm, rõ ràng là những bộ hài cốt gãy vỡ, khung cảnh hiện rõ khí tức quỷ dị và âm lạnh. Ở trung tâm vùng đất khổng lồ ấy có một tòa điện phủ cực lớn màu đen đang đứng lặng yên sừng sững như là một con mãnh thú viễn cổ đang phủ phục. Từng luồng gió mang mùi vị đáng sợ đang chậm rãi tràn ngập cả khắp phiến không gian bị phong tỏa này. Bên trong đại điện màu đen có vô số xiềng xích thô to đen kịch kéo dài ra rồi cắm sâu vào trong lòng đất, mà phía trên những sợi xích cũng là một luồng khói đen lượn lờ xoay quanh, thỉnh thoảng là hội tụ lại thành hình người, thỉnh thoảng phía trên sợi xích lóe ra một tia sáng bóng rồi cuối cùng bắn vào trong sương mù, làm cho đám khói đen càng thêm chân thật. Cả khu vực chìm trong vẻ im lặng khác thường, một bầu không khí quỷ dị bao trùm làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Sự yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu thì đột nhiên có mười mấy luồng khói đen phía trên những sợi xích co rút lại rồi hóa thành mười mấy bóng người sắc mặt lạnh lùng. Những người này liếc nhau một lượt, thân hình chợt động rồi tụ lại một chỗ.
Đi thôi, chúng ta nên đi ra chấp hành nhiệm vụ rồi. Hy vọng lần này có thể mang về đầy đủ linh hồn. Một người nhìn như là đầu lĩnh của đám người nói với giọng khàn khàn. Hắc hắc, hồi trước liệu quái đánh lén mấy tòa thành thị thiên phủ, không những mang về đầy đủ linh hồn mà còn được thiên tôn đại nhân trọng thưởng. Hay là bây giờ chúng ta cũng đi huyết tẩy vài thành thị thiên phủ nhỉ? Một người trong đó cười nói âm trầm. Ừ, nhớ kỹ, lúc đó không cần giữ lại người sống. Vị đấu lĩnh nói rồi cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi gật đầu rồi vung tay lên. Hơn 10 nhân ảnh liền hóa thành luồng khói đen dữ dội lướt khỏi mảnh không gian này nhanh như chớp. Nhưng mà ở nơi bọn họ sắp xông ra thì không gian xung quanh thân họ đột nhiên động lại rồi sụp đổ. 10 đạo nhân ảnh này ngay cả la lên cũng không được một tiếng, rồi liền bị lực ép của không gian sụp đổ biến thành hư vô. Ngay tại chỗ đám người kia đã mai một lỗ hổng cực lớn chậm chậm vỡ ra. Có mấy bóng người từ đó bay ra rồi giẫm mạnh lên mặt đất hắc ám bên dưới. Khi đám người Tiêu Viêm vừa đi vào không gian ở đó thì một tiếng kêu thê lương truyền ra từ trong cung điện truyền ra. Bên trên những chiếc xích cũng phát ra những ánh mắt âm trầm nhìn vào họ. Dám xông vào hồn điện của ta, muốn chết. Từng tiếng quái chói tai âm u trầm trầm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian này. Rất nhiều bóng người xuất hiện ở phía trên những sợi xích, chúng không đợi bất kỳ lời phân phó nào, liền trực tiếp hóa thành thi chớp, mang theo kinh phong mãnh liệt đánh tới đám người Tiêu Viêm một cách dữ dội. Một đám vật hy sinh, đùa vui một chút cũng được. Thấy thế Tiêu Viêm cười mỉm rồi phun ra một biển lửa. Mấy luồng khói đen kia hệ cứ bay tới phạm vi 10 trượng gần biển lửa thì trong vòng 3 nhịp thở đều lập tức hóa thành hư không. Thậm chí những đám có thực lực yếu kém còn không kịp há miệng kêu lên một tiếng liền biến mất. Biển lửa tràn ngập làm cho bóng đen đang lao tới phải giật mình dừng lại. Bây giờ bọn chúng mới hiểu, đám người này không phải ngông cuồng tiến vào tìm cái chết mà đến đây với sự chuẩn bị kỹ càng. Đám khốn nạn, dám dương oai ở hồn điện, chán sống rồi sao? Các thiên tôn, bắt chúng lại cho ta. Trong cung điện lớn truyền ra một tiếng gầm lớn có vẻ quen tai, rồi bỗng có mười mấy bóng người lao ra từ nội điện nhanh như chớp, sau đó trôi nổi ở chân trời nhìn về đám người Tiêu Viêm đằng sau ở biển lửa. Ha ha, chỉ là một đám thực lực đấu tôn cũng dám đem ra. Cố U lão quỷ, hay là ngươi tự thân xuất mã đi. Tiêu Viêm cười to như là sấm trực tiếp vang vọng khắp cả tòa đại điện. Trong tiếng cười to, hắn bước lên một bước xuyên qua cả biển lửa khổng lồ cả mấy trăm trượng, đứng giữa không trung, bàn tay làm ra thể như nắm lấy cả đám hồn điện thiên tôn, không gian trong giây mắt co lại như là một bàn tay bóp lấy. Theo một trưởng đầy của Tiêu Viêm, hơn 10 thân thể của thiên tôn của hồn điện đổ tung trong giây mắt, thành từng cơn mưa máu chậm chậm chảy xuống, thậm chí linh hồn của chúng cũng bị áp lực không gian để ép đến vỡ nát. Lấy thực lực nhị tình đấu thánh hiện thời của Tiêu Viêm, lấy mặt hàng cỡ đấu tôn thì chẳng có năng lượng ngăn trở chút nào. Hả? Hải Tâm Diễm. Sau một trận đó, Tiêu Viêm kinh dị thốt lên một tiếng, vì hắn phát hiện trong không gian sụp đổ còn có một thân ảnh còn tồn tại. Hơn nữa trên thân thể của người này xuất hiện một ngọn lửa màu xanh thẫm lượn lờ. Hắn vừa nhìn đã biết lai lịch của ngọn lửa này. Người là Mộ Cốt lão nhân. Trên mặt của Tiêu Viêm hiện lên một vẻ trào phúng rồi vung tay lên. Bóng người kia bị một trảo vô hình đánh lên làm tan biến cả màu hỏa diễm màu xanh lộ ra hình dáng quen thuộc, chính là người từng ba lần bốn lượt gây phiền toái cho Tiêu Viêm, hơn nữa còn muốn cướp lấy quán quân đan hội Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm lòng thầm kinh ngạc, còn Mộ Cốt lão nhân thì lại kinh hãi đến tái mặt. Từ lúc tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thất bại, hắn bị phái làm việc linh tinh trong điện, thường thì đi thu thập linh hồn ở Trung Châu. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn nghe tin tức ngẫu nhiên về Tiêu Viêm, nhưng lại nghĩ rằng người ta phóng đại mà thôi, vẫn chưa bao giờ tìm hiểu sự thật. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được cái gọi là phóng đại hiện giờ không ngờ đã đạt tới một trình độ kinh khủng như vậy rồi. Đấu thánh, ngươi đã tiến vào đấu thánh rồi sao? Mộ Cốt lão nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt mà cảm thấy thanh âm của mình cũng đang run rẩy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, cộng thêm tình trạng luôn bị đuổi giết, trốn đông đuổi tay, thế mà tên tiểu bối kia đã mạnh đến mức độ này rồi. Ha ha, nhiều năm không gặp nha, ta lấy rất là tiếc nuối. Dù sao Hải Tâm Diễm cũng là dị hỏa, lưu lại cho hạng người như ngươi thì cũng chỉ là phí phạm của trời. Bây giờ đã gặp thì nên giao nó ra đây. Tiêu Viêm cười nói không chút khách khí, bàn tay trực tiếp đặt lên đầu của Mộ Cốt lão nhân. Một lực hút kỳ lạ từ trong lòng bàn tay bùng phát mạnh mẽ, rút Hải Tâm Diễm từ trong cơ thể của Mộ Cốt lão nhân ra. Tiêu Viêm, người dám xông vào hồn điện của ta là đã xông vào u minh địa ngục, muốn chết. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn hút Hải Tâm Diễm thì từ trong tòa cửa điện truyền ra một tiếng sóng cực lớn. Một bóng đen chợt lao ra điên cuồng, thì ra là một sợi xích khổng lồ đen nhánh chừng trăm trượng, giống như là một con hắc độc long xuyên thủng hư không dữ dội lướt tới Tiêu Viêm. Chỉ là thực lực bán thánh mà cũng dám bêu xấu, Cốt U lão quỷ, người quá đề cao bản thân rồi. Thấy sợi xích đó, Tiêu Viêm kẻ lắc đầu rồi cong ngón tay ra, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sợi xích khổng lồ như là trúng đòn nghiêm trọng bị đánh bật ngược lại rồi va mạnh vào cửa điện gây nên một tiếng ầm ầm. Đi ra, một chỉ đánh văng công kích của Cốt U Thánh Giả, bàn tay kia của Tiêu Viêm co lại thành trảo, một đoàn hỏa diễm màu xanh thẫm không ngừng sinh sôi dậy múa rồi bị rút ra từ trong cơ thể của một Cốt lão nhân, liền đó hắn cũng khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng, hiển nhiên đã bị đả kích chí mạng. Tiêu Viêm, lão phu liều mạng với ngươi. Hải Tâm Diễm bị cướp đoạt, ánh mắt của một Cốt lão nhân cũng đỏ lên, thân thể phình lớn ra, hiển nhiên lão muốn tự bạo. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta, tư cách tự bạo cũng không có. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn lão quỷ, tay áo tùy tiện phất lên, một luồng kinh phong đáng sợ đánh mạnh lên thân thể của Mộ Cốt lão nhân. Sức mạnh kinh hồn trong chốc lát đã biến thân thể của y thành một luồng xương máu. Hồn điện tôn giả từng đuổi giết Tiêu Viêm chật vật, bây giờ ngay cả tư cách muốn tự bạo trước mặt của Tiêu Viêm cũng bị cướp mất, quả là thay đổi nghiêng trời lệch đất.
chấn vỡ thân thể linh hồn lực của một cốt lão nhân xong, Tiêu Viêm thoáng nhìn qua rồi đưa Hải Tâm Diễm lên miệng nuốt ực một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ thì một dị hỏa nhỏ nhoi không làm tăng thực lực lên bao nhiêu, nhưng khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì vẫn cần đến dị hỏa, mặc dù hỏa sinh hỏa cũng không kém là bao. Nhưng sau khi có được Hải Tâm Diễm thì Tiêu Viêm mới có thể thi triển Ngũ Sát Hủy Diệt Hỏa Liên một cách chân chính. Tiêu Viêm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ trồng thay cho ngươi. Sau khi Tiêu Viêm đuốt Hải Tâm Diễm thì thân ảnh của cốt u thánh giả đã hiện ra trên không trung, âm thầm quát lên: "Thật có lỗi, hôm nay ta đã tính là hủy tẩy nơi đây rồi." Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ giọng cười với cốt u thánh giả, tự nhiên đã nhiễu loạn không gian ở khu vực này, xem như bọn người kia có ngọc giản gọi về cường giả hộ tộc cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ bằng mấy tên tiểu bối này sao? Nghe vậy cốt u thánh giả giận quá hóa cười, nhiều năm như vậy trôi đi, bây giờ Tiêu Viêm đã dám nói hủy tẩy hồn điện của hắn rồi đấy. Đương nhiên, ta biết rằng nơi đây không tới lượt ngươi làm chủ. Tiêu Viêm không quan tâm đến ánh mắt của hắn, mà nhìn thẳng về cung điện màu đen kia, thản nhiên nói: "Cái vị gọi là Đại Thiên Tôn kia, đừng trốn tránh tránh làm gì, Tiêu Viêm ta quyết định huyết tẩy rồi đấy." Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đạt tới cấp độ đấu thánh là có thể muốn gì làm nấy à? Hồn tộc ta muốn trừ khử ngươi chỉ là một cái phất tay mà thôi. Âm thanh rắn rỏi của Tiêu Viêm vừa dứt thì sau trong cung điện vang lên một tiếng hừ lạnh băng, cho một đám khói đen dày đặc bùng phát ra. Bên trong đám khói đen đó là một thân hình gầy giống như là bộ xương khô hiện ra, thân ảnh của lão cũng mang theo một khí tức âm trầm lạnh lẽo cổ xưa chậm chậm bước ra. Khói đen dần tan đi, một thân ảnh như là bộ xương di động chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Đó là một lão già mặc đồ đen, khuôn mặt gầy đét, hai mắt sâu, trong hốc mắt lại có hai luồng quỷ hỏa nhấp nháy. Hồn điện Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết, người cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi. Tiêu Viêm nhìn người đó rồi mỉm cười nhẹ giọng nói. Thân ảnh già cỗi đó chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo trong ánh sáng le lói chỉ xuống không có chút đáng sợ. Quỷ hỏa trong mắt của hắn cũng hơi nhảy lên, giọng nói khàn khàn làm cho người ta giận cả tóc gáy. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi có gan đánh đến đây, vốn trong tộc ta quyết định để cho ngươi sống lâu thêm một chút nữa, nhưng ngươi đã tự tìm đến cửa thì lão phu cũng đành thanh toàn cho ngươi. Ai thu thập ai thì còn chưa biết. Tiêu Viêm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão giả khô héo kia. Lúc trước hắn đánh cốt u thánh giả thì lão quỷ này âm thầm cứu đi. Nếu như lúc đó hắn lộ diện thì quả thật Tiêu Viêm không thể dễ dàng chiến thắng hắn. Nhưng hiện tại thì đã khác xưa rồi. Lấy nhãn lực của Tiêu Viêm bây giờ, đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực của Đại Thiên Tôn. Hai tên đấu thánh trung kỳ so với thực lực của hắn sau khi tiến bộ vẫn mạnh hơn một bậc. Nhưng chênh lệch này đối với Tiêu Viêm thì không khó san bằng. Đại ca, cần gì nói nhảm với tiểu bối này, giết hắn đi, sau đó thu lấy linh hồn của hắn. Hắc hắc, linh hồn của một vị cường giả bán thánh đủ ngang với một phân điện thu thập linh hồn trong gần 100 năm. Hung quang trong mắt của cốt u thánh giả lóe ra. Ngày đó bị Tiêu Viêm hành hạ, hắn vẫn canh cánh trong lòng chưa thể xóa nhòa. Nhưng do thực lực của đối phương nên vẫn không dám tiến đánh lấy lại danh dự. Hiện tại Tiêu Viêm dám xông vào hồn điện, còn nói rằng đến bắt hắn trả giá. Ha ha, cốt u lão quỷ, người mới là người nói nhảm nhiều đó, người có gan thử chiêu với ta không? Khi cốt u thánh giả vừa nói xong thì không gian trước mặt vặn vẹo, thân ảnh của Dược lão chậm rãi xuất hiện. Lão cười cười nhìn về phía trước, kèm theo ánh mắt không có chút tốt đẹp. Dược Trần nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt của cốt u trở nên trầm trọng hẳn, vừa muốn châm chọc một câu thì đột nhiên cảm giác được uy áp của người kia, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ngươi cũng là đột phá đến đấu thánh rồi sao? Nhìn cốt u run rẩy trước mặt, Dược lão mỉm cười nói, may mắn mà thôi, lần trước ngươi ám toán ta nên bây giờ cũng nên đáp trả chứ nhỉ. Hừ, đừng tưởng rằng là đấu thánh thì lão phu sẽ sợ ngươi, ta cũng chỉ cách đấu thánh một đường chỉ mà thôi. Cốt u hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng có nhiều vẻ sợ hãi. Nơi này là sân nhà của bọn họ nên lực chiến đấu được tăng phúc không nhỏ. Hắn lập tức úp hai trường xuống, hắc khí từ trong thân thể phun ra. Lúc này những sợi xích khổng lồ xung quanh của đại điện cũng rung động mạnh hơn, từng luồng hắc khí bùng phát rồi dần dần tụ lại. Dược Trần, hôm nay lão phu muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để đòi nợ. Lần trước hồn điện có thể bắt ngươi thì tất nhiên lúc này vẫn có thể giam giữ được ngươi thêm một lần nữa. Hắc khí tung trào dữ dội rồi hội tụ lại thành một thân ảnh như là ma thần giáng thế, ngửa mặt lên trời rít gào uy phong vô thượng. Ngay sau đó là bên trong hắc khí có vô số sợi xích đen mang theo những tiếng thê lương vô cùng chói tai phóng tới Dược lão. Khí thế đó, âm thanh đó làm cho lòng người sợ hãi. Thay thế Dược lão cười nhẹ, không lùi mà chỉ vận chuyển đấu khí thành những tia chớp trực tiếp va chạm với đám xích đen kia. Khi Dược lão và cốt u giao chiến thì Tiêu Viêm và Đại Thiên Tôn cũng không nhiều lời nữa. Ánh mắt hắn đảo qua đám cường giả hùng điện rồi quay qua nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ở cách đó không xa. Còn lại mấy tên kia thì giao cho các người nhé. Cung điện nơi này tuy phòng vệ xâm nghiêm, cấp bậc Thiên Tôn không ít, vốn dĩ hiện giờ thực lực của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì vẫn đủ sức đánh với cường giả bán thánh một trận, tự nhiên sẽ không sợ đối phương nhiều người. Thêm nữa, Thanh Lân và Bích Xà Tam Hoa Đồng thì ít có thể chiếm được thượng phong khi đánh với nàng. Hừ, thấy thế, Đại Thiên Tôn nghiêm mặt lại, bàn tay trong tay áo kết xuất đạo ấn quyết vừa thành thì nhất thời không gian quanh thân của Tiêu Viêm cứ từng đợt bồng bềnh dập dờn. Tiếp đó có nhiều bạch ảnh hiện ra, không gian xung quanh có vô số bạch cốt bén nhọn phóng đi nhanh như là chớp giật. Trò đùa, đối mặt với đám xương cốt này, Tiêu Viêm chỉ cười đó rồi vẫy nhẹ tay áo, ngọn lửa mạnh mẽ bộc phát ra như là nhiệt độ kinh khủng, dường như trong nháy mắt đã hòa tan hết thảy đám xương cốt. Cốt Hoàng Liệt Thiên, gai xương vừa mới tan đi thì giọng nói lạnh lẽo của Đại Thiên Tôn vang lên. Tiếp đó không gian trên đầu của Tiêu Viêm vặn vẹo, một thanh cốt đao khổng lồ hiện ra vô cùng quỷ dị, phá vỡ hư không đánh tới Tiêu Viêm. Nương theo sau cốt đao quỷ dị, một luồng ba động năng lượng dị thường khuếch tán ra lao tới Tiêu Viêm nhanh như chớp. Đây là linh hồn công kích. Cảm thụ được ba động lạ thường kia, Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi, không ngờ Đại Thiên Tôn lại có thể hiểu được công kích linh hồn. Đáng tiếc một điều là chiến đấu linh hồn thì Tiêu Viêm chưa bao giờ sợ ai. Tay của Tiêu Viêm nắm chặt lại, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh đánh ra một quyền. Quyền này không chút hoa lệ xinh đẹp, cũng không có một tia đấu khí ba động mà chỉ đơn thuần phát ra từ lực lượng linh hồn.
ầm, quyền phong vô hình từ lòng bàn tay của TV bung ra và với ba động lạ thường phía sau cốt đao, khi TV dễ dàng đánh nát công kích linh hồn của mình, Đại Thiên Tôn phóng mình lên bầu trời, ngay cạnh thành cốt đao khổng lồ trăm trượng kia, đồng thời hắc vụ tung chào tạo thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy chu đao, hắn quát mạnh một tiếng rồi cầm đao chém lên đỉnh đầu của TV, phong mang sắc bén đáng sợ. Cốt đao có chút cổ quái, có thể đả thương linh hồn. Nhìn thanh cốt đao nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt, Tiêu Viêm khẽ nhấn tay vào hư không, mặt đất phía dưới nhanh chóng nhô ra, gần trăm cột nham tương nóng chảy ùn ùn đẩy lên rồi va chạm mạnh mẽ vào thanh cốt đao đó. Thế công bị ngăn cản, Đại Thiên Tôn gằn giọng, khẽ vòng thanh cốt đao một cái làm cho đám cột nham thạch không ngừng sinh sôi đổ tung, thậm chí năng lượng hỏa diễm bá đạo ở trong lòng đất cũng bị áp chế xuống. Tiêu Viêm, cốt đao của lão phu chính là xương đầu của hơn vạn con người luyện nên, trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn dùng để tế đao rồi, chỉ cần bị đao phong nhập thể thì chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn vạn hồn thôn vệ. Bàn môn tà đạo. Tiêu Viêm cười lạnh, hắn có dị hỏa hộ thể nên đạo khí không thể nào gây tổn thương cho linh hồn của hắn. Đạo tay một cái, năm loại dị hỏa xuất hiện trước mặt, đồng thời trong đó có hai tâm diễm, đây chính là dị hỏa chân chính. Ngươi tự tin vào thanh đao rách kia, như vậy thì ta sẽ phá nát nó cho ngươi xem. Tiêu Viêm biến đổi tự ấn, đồng thời năm đá dị hỏa bành trướng rồi thành sói, báo, thuần luôn, chính là năm loại hỏa linh khổng lồ trôi nổi trên không trung hợp thành một đại trận hỏa diễm. Ngũ lần liên hỏa pháp có ngũ linh bên trong, lại có bốn loại dị hỏa nên uy lực cũng có đủ so sánh với thiên gia đấu kỹ, mà bây giờ hắn lại sử dụng đến năm loại dị hỏa, uy lực của ngũ lần liên hỏa pháp được thi triển đến cực hạn. Năm loại hỏa linh nhanh chóng dung hợp thành một bánh xe đường kính hơn cả trăm trượng, cấp tốc xoay tròn, ngay cả không gian xung quanh cũng giống như là sụp đổ, hư không đen ngòm như là miệng một con quái thú đang há ra đớp mồi. Hừ, cuồng vọng. Đại Thiên Tôn cười lạnh lẽo, hắc khí trong cơ thể tuôn trào càng nhanh rồi hóa thành một luồng linh hồn kêu gào thê lương, nhanh chóng nhập vào trong cốt đao. Tiếp đó màu trắng bên trong cốt đao dần xuất hiện một tia đỏ sẫm giống như là vết máu chưa khô. Hồn diệt trảm. Khi vết máu kia xuất hiện, Đại Thiên Tôn ngân trọng giơ cao thanh đao rồi chém xuống hỏa luân trên bầu trời. Phá cho ta. Khuôn mặt của Đại Thiên Tôn ửng đỏ thể hiện sự tức giận. Nhưng nơi cốt đao đi qua thì không gian lần lượt sụp đổ tạo thành một khe rãnh hơn cả nghìn trượng xuống tới mặt đất. Chuyển, cảm nhận được một đao hung hãn của Đại Thiên Tôn, Tiêu Viêm thay đổi tụ ấn, hỏa luân đột ngột chuyển hướng rồi xoay tròn điên cuồng, giống như là một con cá đang lượn lờ trên bầu trời. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, nó lao tới nhanh như chớp giật, mạnh mẽ đụng vào cốt đao khổng lồ không có một chút khoan nhượng. Trong chớp mắt, sự va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên tràn ngập không gian, bão năng lượng điên cuồng thổi quét ra xung quanh, đại điện đen tuyền không chịu nổi chấn động mà sụp xuống, năng lượng dao động kinh khủng điên cuồng thổi quét ra xung quanh, ngay cả màn trắng bao phủ phiến cả không gian này cũng xuất hiện một cơn sóng dập dờn mơ hồ, những cây nước nhàn nhạt bắt đầu lan tràn ra trên bầu trời. Nơi bão năng lượng tiếp xúc, xoáy lửa khổng lồ đã bị bắn ngược về. Cuối cùng khi xoay tròn thì năng lượng càng lúc càng mỏng đi rồi hoàn toàn tiêu tán. Còn thanh cốt đao cũng bị bật ngược rồi lại va chạm lên ngọn núi duy nhất đằng sau. Lực lượng phản chấn mạnh đến nỗi ngay cả lập tức biến ngọn núi thành một mảnh phế tích. Thanh cốt đao cũng ảm đạm nằm trong đống đá vụn. Hiển nhiên trong lần giao kích này không ai chiếm được ưu thế quá lớn, đều bị tổn thương. Thanh cốt đao này quả nhiên có chỗ khác thường. Đại trận hỏa diễm trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm dần tiêu tán rồi hóa thành năm ngọn lửa nhập trở lại thân thể của hắn. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh cốt đao bên kia. Trong tích tắc tiếp xúc vừa rồi, hắn có thể cảm giác được trong thanh cốt đao lặng lẽ truyền ra một loại dao động kỳ dị có tổn thương cực lớn đối với linh hồn. Nếu như hắn không có dị hỏa bảo vệ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt không nhỏ. Không hổ là người mà hồn điện chúng ta bắt hụt mấy lần, quả thật là có chút bản lãnh. Trên bầu trời, Đại Thiên Tôn nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt ngưng trọng hơn trước. Chỉ ngắn ngủi không đến một năm mà ngươi đã đột phá đến dị tinh đấu thánh, tốc độ như vậy thì ngay cả lão phu cũng không thể không tán thưởng. Nhân tài như ngươi đều đồng ý gia nhập hồn điện thì tất nhiên địa vị sẽ không kém gì ta. Nghe Đại Thiên Tôn nói mà trên môi của Tiêu Viêm bỗng trở nên một nụ cười cổ quái. Cục diện giữa hắn với hồn điện là không chết không dần, mà lão già này là còn nghĩ muốn lôi kéo hắn sao? Thần sắc cổ quái của Tiêu Viêm không lọt khỏi mắt của Đại Thiên Tôn và cũng khiến trong lòng của hắn có chút tức giận, cười lạnh nói: không biết điều, đợi ngày sau ngươi sẽ hiểu thực lực của hồn tộc chúng ta mạnh đến như thế nào, cỡ như ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi, hồn tộc muốn giải quyết ngươi cũng dễ như là trở bàn tay. Thật sao? Tiêu Viêm cũng chẳng phản bác, khóe miệng nhếch lên nói: nhưng trước đó thì cứ giải quyết ngươi đã dĩ, chỉ bằng ngươi. Trong miệng Đại Thiên Tôn phát ra một tiếng cười quái dị rồi hướng tay về phía đóng phế tích khẽ nhắm chặt lại, thanh cốt đao liền bay vút lên trôi nổi trước mặt của hắn, thân hình chợt động, hắn trực tiếp đứng lên thân đao. Chợt thanh đao hiện lên từng đợt dao động, thân thể của Đại Thiên Tôn chậm chậm du nhập vào trong cốt đao, nhưng đao hợp nhất. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà nhíu mày lại. Tiêu Viêm, lão phu cổ tu mấy trăm năm mới có thể làm cho thân thể dung hợp được với cốt hoàng đao, hôm nay là lần đầu tiên thi triển, coi như mượn ngươi để đao đi. Cốt hoàng đao huyền phù trên không, thân đao hiện ra một khuôn mặt Đại Thiên Tôn, hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm, thân đao màu trắng bệch dần hiện lên vô số tơ máu tinh mịn giống như là mạch máu của thân thể con người vậy. Vụt, tiếng nói của Đại Thiên Tôn vừa dứt thì cốt hoàng đao liền chấn động, liền biến mất không thấy tăm tích. Tốc độ thật nhanh, khi cốt hoàng đao biến mất thì trong lòng của Tiêu Viêm nổi lên một chút ngưng trọng, thân hình chợt lùi lại như là phản xạ tự nhiên, mà trong tích tắc khi hắn lùi lại, không gian trước mặt đột nhiên rung động, mặt lưỡi đao xuất hiện rồi chém mạnh xuống, khoảng cách của lưỡi đao với đầu của Tiêu Viêm cũng chỉ có nửa thước. Hắc, phản ứng không để nổi chậm, một đao thất bại nhưng một tràng cười quái dị vẫn truyền ra từ trong cốt hoàng đao, thân đao chấn động một cái rồi biến hóa thành vô số đao ảnh vây khốn lấy Tiêu Viêm, lưỡi đao sắc bén nhăm nhe vào những nơi yếu hại trên người của hắn.
lục hợp dù thần xích. Tiểu Viêm ngưng trọng nhìn Cốt Hoàng Đao đang từng bước ép tới, hắn nắm chặt hai tay, huyền trọng xích lâu rồi chưa từng sử dụng cũng được lấy ra. Thần xích chấn động tạo ra muôn trùng xích ảnh đang thành lưới phòng ngự vây kín thân thể, đối mặt với phòng ngự như là một chiếc ma rùa của Tiểu Viêm. Tần suất công kích của Cốt Hoàng Đao lại điên cuồng tăng vọt, tốc độ cực đoan đến sợ làm cho sắc mặt của Tiểu Viêm càng thêm ngưng trọng. Chỉ bằng một chiêu thức này đã đủ để cho tên đại thiên tôn này có tư cách giao thủ với nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí ngay cả yêu minh muốn thắng lão ta cũng khó. Cái thứ gọi là nhân đạo hợp nhất này quả nhiên tương đối quỷ dị. Tiểu Viêm ngưng tụ âm thầm xây dựng phòng ngự, nhưng đột nhiên trong lòng của hắn lại nổi lên một cảm giác nguy cơ. Ngay lúc ý thức của Tiêu Viêm phân tâm thì lưới xích ảnh bị rách như là một lỗ hổng, một đạo hàn quang sắc bén chém thẳng lên bờ vai của Tiêu Viêm. Ngay khi tiếp xúc thì áo bào bên ngoài thân thể của hắn sáng lên ngăn trở đao quang kia một chút, nhưng lập tức liền bị đao mang xé rách. Cốt Hoàng Đao chém lên vai của Tiêu Viêm không chút khách khí. Lúc đao mang chém trúng, hỏa lửa bùng lên nhưng không có máu chảy. Trong mơ hồ có vài mảnh vảy vụn bắn ra, hiển nhiên là Tiêu Viêm triệu hoán ra Long Hoàng cổ giáp trong lúc nguy cấp. Trọng xích trong tay của Tiêu Viêm vung lên, đánh mạnh lên thân Cốt Hoàng Đao chấn nó bay đi. Hắn nghiêng đầu nhìn vết đao nhàn nhạt trên vai mà sắc mặt âm trầm. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thi triển dục hợp lưu thương xích mà bị công phá. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ công kích của Đại Thiên Tôn kinh khủng đến mức nào khi nhân đạo hợp nhất. Thân thể cẩn thận, Cốt Hoàng Đao lại một lần nữa hiện ra khuôn mặt của Đại Thiên Tôn. Hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm rồi nói: "Tốc độ công kích của người quá chậm, căn bản không theo kịp ta khi nhân đạo hợp nhất." Sắc mặt của Tiêu Viêm không chút thay đổi, hắn khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận trình độ cường hãn của đối thủ. Tuy nhiên bằng vào chiêu thức ấy mà hắn có thể khiêu chiến vượt cấp với cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai tay chập lại rồi nhanh chóng biến ảo thành những thủ ấn rườm rà phức tạp. Mà theo thủ ấn biến hóa thì linh hồn lực ở mi tâm của hắn cũng phá thể mà ra, hóa thành một hư ảnh to lớn bao phủ bên ngoài thân thể. Ngươi nhanh, ta còn nhanh hơn. Thủ ấn dần dừng lại, khóe môi của Tiêu Viêm cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hoàng Tuyền Thiên Độ. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, hư ảnh khổng lồ kia cũng đã chậm rãi há to miệng. Một cỗ linh hồn trùng kích vô cùng kinh khủng chợt trào ra như là gió bão. Âm ba kinh khủng trùng kích thẳng vào linh hồn khuếch tán ra xung quanh. 70% cường giả hồn điện ở trong mảnh không gian này chợt cứng ngắc toàn thân, rồi bành một tiếng, cả thân thể và linh hồn đều hóa thành hư vô dưới loại trùng kích này. Sóng linh hồn trùng kích cường hãn đó cũng bị Đại Thiên Tôn phát hiện, nhưng hắn còn chưa kịp thi triển phòng ngự thì lực lượng đó đã tác động lên thân đao. Cốt đao khổng lồ bị đánh bay ngược lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh già nua văng mạnh từ trong thân đao rồi phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Đại Thiên Tôn kia đã bị Tiêu Viêm trực tiếp đánh bay từ trong Cốt Hoàng Đao mà ra. Hoàng Tuyền Chỉ. Thấy Đại Thiên Tôn bị đánh ra khỏi cả Cốt Hoàng Đao, ngón tay của Tiêu Viêm liền điểm mạnh, một ngón tay cực lớn được tạo thành từ năng lượng xuất hiện rồi hung hăng điểm lên thân thể của Đại Thiên Tôn. Năng lượng đáng sợ đó đã khiến cho thân thể của hắn nổ tung, một cánh tay hóa thành huyết vụ. Hoàng Tuyền Trưởng, một kích bất ngờ thay đổi cục diện. Tiêu Viêm cũng không hạ thủ lưu tình mà một lần nữa đánh trưởng mang năng lượng trưởng ấn cực lớn vỗ vào thân thể của Đại Thiên Tôn. Thân hình của Đại Thiên Tôn như là viên đạn pháo từ trong không trung cắm thẳng xuống mặt đất, dư chấn đáng sợ khuấy trên mặt đất một cái hố sâu chừng vài trăm trượng. Ba chiêu, ba tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Thiên Độ đã thương linh hồn, Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Trưởng tiêu diệt thân thể. Tam đại tuyệt kỹ của Tiêu Viêm thi triển thành thục đem đến uy lực đáng sợ làm cho người ta không thể hình dung. Tiêu Viêm trôi nổi trên bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hồ sâu, nơi đó vẫn còn chút khí tức của Đại Thiên Tôn còn mơ hồ sót lại. Hiển nhiên Đại Thiên Tôn vẫn còn sống. Chết đi. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh xuống, bàn tay hướng xuống hố sâu khổng lồ kia. Khi hắn vừa muốn nắm tay lại thì trong cung điện truyền ra một luồng dao động năng lượng cực độ cường hãn. Bỗng không gian phía trước Tiêu Viêm vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường hãn dị thường bỗng quét qua không gian phóng bế này. Tiêu Viêm, gan lớn thật. Khi nghe được giọng nói trầm thấp đó, Tiêu Viêm cười nhẹ. Hắn nhìn thân ảnh quỷ mị hư vô trước mặt mà không có chút ngạc nhiên nào, chỉ bình thản nói: "Phó điện chủ hồn điện, trốn lâu như vậy cuối cùng cũng trời mặt ra rồi sao?" Thân ảnh vừa xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm, toàn thân được bao phủ ở trong sương mù, hai đạo quang mang âm thầm ánh lên đôi mắt làm cho người khác sợ hãi. Người thần bí này chính là người mà lúc trước Thiên Phủ Liên Minh đang gây giận thì muốn ra tay cản trở. Phó điện chủ hồn điện. Tiêu Viêm, người đang ép hồn điện bọn ta cho ngươi nhặt xác Tiêu Chiến đấy. Khói đen từ từ dao động để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, gương mặt đó nhìn qua thì cũng không già lắm, ngược lại còn giống như là thiếu niên, nhưng ngữ khí nói chuyện lại âm trầm dị thường, làm cho người khác nghe biết được số tuổi thật sự không như là biểu hiện bên ngoài. Ta cũng đã nói, đưa phụ thân ta ra làm bình phong chính là sai lầm của các ngươi mà. Ta sẽ giao đà xá của Đế Ngọc cho cổ tộc. Tiêu Viêm cười nhạt không chút e ngại. Đối với đám người hồn điện này, chỉ cần ngươi thoáng lộ ra một chút nhược điểm của bản thân thì lập tức bọn chúng sẽ nắm lấy, từ nay về sau sẽ bị khống chế. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, nhưng hắn làm mọi chuyện như vậy cũng chỉ không để ý nghĩ đó biểu lộ ra bên ngoài. Nếu không, người chịu thiệt cuối cùng sẽ chính là hắn và phụ thân mà thôi. Không cần, có lẽ ngươi không có cơ hội đó đâu. Hiện tại ta sẽ đích thân mang ngươi về hồn điện để cha con ngươi đoàn tụ. Phó điện chủ hồn điện cười lạnh, vốn trong tộc còn muốn để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa, nhưng xem ra ngươi không biết quý trọng cơ hội đó. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, cũng lười tiếp tục nói nhảm với tên phó điện chủ này. Tay áo vung lên, một đoàn lửa bắn về phía cái hố sau kia. Hiển nhiên là hắn tính giải quyết Đại Thiên Tôn ở bên dưới trước. Khi thấy Tiêu Viêm dám hạ sát thủ trước mặt mình, ánh mắt của phó điện chủ hồn điện liền trở nên lạnh lẽo. Còng ngón tay bắn ra một luồng hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một con hắc long cắn nuốt đoàn lửa đó. Đồng thời cánh tay kia liền chộp tới Tiêu Viêm, hắc vụ từ năm ngón tay ùn ùn bạo phát, hóa thành năm sợi xích khổng lồ dữ dội lao về phía của Tiêu Viêm.
Đừng tưởng rằng đột phá dị tình đấu thánh là có thể kiêu ngạo. Trong mắt của bổn tọa, ngươi không đáng một xu. Khuôn mặt của phó điện chủ lộ ra vẻ dữ tợn. Thực lực của hắn đã đạt tới tam tinh đấu thánh hậu kỳ. So với Long Vương của Tam Đại Long Vương thì cũng chỉ yếu hơn so với Bắc Long Vương một chút mà thôi. Với cấp bậc đó đủ để cho hắn hoàn toàn đè chết Tiêu Viêm. Nhưng đối chiến với thế công sắc bén của phó điện chủ, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn cũng không có ý đón đỡ, mà thay vào đó lại tiếp tục xuất ra một chảo đánh về phía hố sâu ở bên dưới. Một ngọn hỏa diễm hóa thành một bàn tay khổng lồ nhanh chóng lao xuống cái hố. Muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa đến công kích của mình, ánh mắt của phó điện chủ càng thêm âm trầm, lạnh lẽo cười. Xiềng xích màu đen liền vần xung quanh của Tiêu Viêm rồi đột nhiên co rút lại rất nhanh. Khi đám xích sắp quấn chặt lấy thân hình của Tiêu Viêm thì không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một cơn bão cực kỳ cuồng bạo bùng nổ, lực xé rách đáng sợ trực tiếp đánh gãy tất cả xiềng xích. Là ai? Quá trình xảy ra bất ngờ làm cho phó điện chủ cả kinh. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi quát lớn: trong mắt bổn hoàng, ngươi cũng không đáng nhắc tới. Tiếng quát của phó điện chủ vừa dứt thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng chậm rãi vang lên. Bất chợt, phó điện chủ liền phát hiện ra bóng hình xinh đẹp có chút nghịch ngợm lặng lẽ xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm từ lúc nào. Hắn có thể cảm nhận được một loại y áp bàng bạc đang tỏa ra từ trong bóng hình đó. Ngươi là ai? Đây là việc của hồn điện, người ngoài không nên nhúng tay vào, kẻo lại dẫn lửa thiêu thân. Phó điện chủ ngưng trọng nhìn vị thiếu nữ có mái tóc màu tím đang đứng trước mặt này rồi chậm giọng nói: hồn điện giỏi lắm sao? Nghe vậy, Tự Nhiên bị môi chẳng thèm để ý tới. Lúc toàn thịnh, dù là hồn tộc thì Thái Hư Cổ Long còn chả sợ, huống chi chỉ là một cái thế lực cấp dưới như là hồn điện. Tiêu Viêm nói hôm nay sẽ huyết tại nơi này. Ánh mắt xinh đẹp của Tự Nhiên dạo qua dạo lại trên người của phó điện chủ rồi khẽ mỉm cười nói: người cứ trốn ở trong đó không phải tốt hơn sao? Tự Nhiên ra ngoài tìm lấy cái chết làm gì? Cuồng vọng, muốn giết bổn tọa thì cũng phải xem ngươi có bổn sự đó không. Sắc mặt của phó điện chủ cực kỳ khó coi. Những năm gần đây, lần đầu tiên hắn nghe những lời uy áp trắng trợn chứa đầy sự kinh nhẫn như thế. Mặc dù hắn có thể cảm giác được Tự Nhiên là một cường giả tử tình đấu thánh, nhưng nếu thực sự phải giao thủ thì hắn cũng không tin rằng mình không có đường sống. Tiêu Viêm liếc nhìn phó điện chủ một cái rồi cũng không để ý đến hắn, tay khẽ co lại. Đại Thiên Tôn đang nằm ở dưới hố sâu lập tức bị nhấc ra. Giờ phút này lão đã mất đi một cánh tay, thương tích đầy mình, ngay cả linh hồn cũng bị hoàng tiên thiên độ đả thương nặng nề. Ánh mắt có chút rệu rã, cả linh hồn và thân thể cũng đều phải nhận những vết thương chí mạng. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Đại Thiên Tôn không còn lực phản kháng, bị ngọn hỏa diễm hình bàn tay kéo ra khỏi hố. Nhưng khi khoảng cách giữa hắn và Đại Thiên Tôn chỉ còn khoảng 10 trượng, thì bất chợt khuôn mặt già nua của Đại Thiên Tôn hiện lên một vẻ dữ tợn, thân thể bành trướng ra trong nháy mắt. Chỉ có điều thân thể của lão vừa mới bành trướng được một nửa, thì Tiêu Viêm đã nắm chặt tay lại, hỏa diễm hình bàn tay cũng kéo theo đó mà khép lại với một lực đạo đáng sợ, trực tiếp bóp vỡ Đại Thiên Tôn. Phụt! Thân thể của Đại Thiên Tôn vừa mới nổ tung, thì một đạo hắc mang đột nhiên bạo xuất, bay về phía phó điện chủ. Còn muốn chạy? Nhìn thấy linh hồn của Đại Thiên Tôn muốn chạy trốn, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Loại cường giả như thế này chỉ cần linh hồn bất diệt thì có thể trọng sinh, đến lúc đó thì là tai họa lớn. Tất nhiên Tiêu Viêm không thể để cho chuyện đó xảy ra, lập tức bùng ngón tay, hỏa diễm hình bàn tay nhanh chóng biến hóa thành một tấm lưới lửa nhốt linh hồn của Đại Thiên Tôn lại. Người dám? Nhìn thấy Tiêu Viêm cản trở, sắc mặt của phó điện chủ liền trầm xuống. Bàn tay vừa dứt, hắc khí từ trong tay áo uốn kéo ra, che khuất cả bầu trời, tràn ngập cả thiên địa, rồi nhanh chóng kéo về phía của Tiêu Viêm. Trước mặt của bổn hoàng cũng không có chỗ để cho người ra oai. Thời điểm phó điện chủ vừa ra tay thì Tự Nhiên cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như chớp kết thành một đạo ấn quyết, trong cơ thể bạo phát ra quang mang màu ánh kim, hóa thành một con hoàng kim cự long khổng lồ, miệng rồng hơi mở ra như là một cái máy hút nước, chỉ trong mấy lần hô hấp liền nuốt sạch cả hắc vụ vừa phóng tới. Thái Hư Cổ Long Hoàng. Nhìn thấy Tự Nhiên xuất ra hoàng kim cự long, phó điện chủ kinh hãi la lên thất thanh: trở lại cho ta. Khi Tự Nhiên ngăn cản phó điện chủ thì lưỡi lửa của Tiêu Viêm cũng đã bắt được linh hồn của Đại Thiên Tôn. Lưỡi lửa tạo thành một cái lồng, tạo ra sức nóng khủng bố làm cho linh hồn ở bên trong kêu la thảm thiết, rồi nhanh chóng bay ngược lại rơi vào trong tay của Tiêu Viêm. Đoàn hắc vụ bị bao phủ bởi lồng ngực hội tụ thành khuôn mặt của Đại Thiên Tôn, lộ ra vẻ oán độc và dữ tợn vô cùng. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến sự thù hằn của Đại Thiên Tôn, huy động lồng ngực co rút lại hóa thành một bình ngọc lửa, sau đó bố trí một đạo linh hồn phóng ấn lên miệng bình rồi trực tiếp ném vào trong nạp giới. Lão gia hỏa này vốn là Đại Thiên Tôn của hồn điện, chắc chắn những điều bí mật lão sẽ biết không ít, nói không chừng có thể khai thác được một ít thông tin về chuyện thu thập linh hồn của hồn điện. Không ngờ ngay cả Thái Hư Cổ Long mà ngươi cũng có thể mời được. Trơ mắt nhìn Đại Thiên Tôn bị Tiêu Viêm phong ấn, phó điện chủ giận quá hóa cười. Cường giả tử tình đấu thánh cho dù là một trong những hồn tộc thì cũng là nhân vật nổi trội, hắn chưa từng dự đoán được Tiêu Viêm lại có thể mời được cường giả mạnh đến như thế viện trợ. Chỉ có điều hồn điện bọn ta không phải là nơi cho bọn tiểu bối các ngươi nói huyết tẩy là có thể huyết tẩy được. Phó điện chủ hồn điện chợt thổi lui mạnh mẽ, chợt cùng lúc đó là một cái ngọc giản màu bạc xuất hiện trong tay. Hắn bóp mạnh ngọc giản, lập tức tạo thành những gợn sóng không gian dao động rồi khuếch tán ra. Thế nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là sau khi ngọc giản bị bóp nát, thông đạo không gian cũng không xuất hiện, thay vào đó mấy nguồn năng lượng không gian sau khi rời khỏi ngọc giản liền từ từ tiêu tán. Khu vực này đã bị ta sử dụng bí pháp để che lấp, bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra. Bởi vậy cho dù ngươi có sử dụng ngọc giản không gian thì cũng không có cách nào gọi được viện quân đến đây đâu. Tự Nhiên cười hiếp cả mắt khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của phó điện chủ. Khuôn mặt của phó điện chủ cũng hơi rung lên, nội tâm triệt để chấn động. Đám người Tiêu Viêm đến đây quả nhiên là đã có chuẩn bị kỹ càng. Hồn điện truy sát hai sư đồ bọn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã đến lúc trả lại rồi. Ngươi yên tâm, thiên địa nhân tam điện, ta sẽ tiêu diệt từng cái một. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn phó điện chủ nói. Tiêu Viêm, mấy năm nay hồn điện bọn ta chỉ có sai lầm duy nhất chính là không sớm bóp chết ngươi, khiến cho ngươi mọc đủ lông đủ cánh.
Chỉ có điều, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Tuy rằng hồn tộc bọn ta e ngại quy định giữa các chủng tộc viễn cổ, không thể tùy ý ra tay. Nhưng người cứ chờ đi, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì những quy định đó không thể làm khó bọn ta được nữa đâu. Sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi rồi. Phó điện chủ hít sâu một hơi, nhìn khoảng không gian bị phong bế ở trước mặt, toàn bộ tòa cung điện màu đen thậm chí đã bị sụp đổ hơn cả phân nửa. Đám cường giả nhân điện sau khi chiến đấu chỉ còn lại một nửa. Lúc này đây, nhân điện đã phải hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Mà khi đó chính là thời điểm hoàn toàn diệt vong của Tiêu gia và Thiên Vũ liên minh các người đấy. Phó điện chủ lạnh lạnh cười, đồng thời thân thể đột nhiên nổ mạnh, tỏa ra hắc vụ tràn ngập phá vỡ cấm chế, tạo thành một thông đạo không gian. Sau đó, hắn liền di động thân hình nhanh chóng bay vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy gì nữa. Người này là có thể vứt bỏ tất cả các cường giả của nhân điện. Phó điện chủ hùng điện chưa đánh đã chạy, đúng là có chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vậy bọn họ không kịp ra tay ngăn cản nên đã để cho tên kia xé rách không gian chạy thoát. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào. Và hẹn gặp lại.